Chào các bác chị em ha. Hôm nay em vừa hoàn thiện cái bộ chân ma 4T88. Thì cũng có đứa em ở cũng gần địa phương. Con máy này mới khủng khiếp các anh chị em. Thì bữa em về được 6 động cơ. Con này vô phát điện nó êm khủng khiếp. Êm lắm. Kích nước thì mình xài kích nước gin nha. Kích nước này gin luôn chứ không có xài kích nước lô. Đây mình cũng có hàng mấy cái nẹp cho nó đừng có rung. Đây thì cũng có cái bình nước phụ. Chia sẻ thêm một cái nữa là nhiều quá chị em cũng không có hiểu, cũng không có nắm bắt được cái vấn đề mà cái dòng tua như tần số. Thì thay thế gì mình gắn cái đồng hồ tơ đề mét. Thì đồng hồ đo đề mét thì nó chạy bằng kim. Nó chạy bằng kim thì có bác anh chị em khó có nhận biết được là 5 dòng đến 10 dòng. Đúng không? Còn ở đây em gắn cái đồng số hẹp thì có anh chị em đúng tua 1500 thì nó ra 50 hẹp. Mà 1500 10 dòng thì 51 và 1500 20 dòng là 52 hẹp. Cho nên là cái đồng hồ này nó thay thế với cái dòng tua máy. Cái thứ hai nữa là có bác anh chị em không có cần phải nhìn cái bô lửa nữa. Khi mà có anh chị em đưa điện thế vô, ví dụ có anh chị em chạy từ số 52 mà cho vô cục sạc này, thí dụ nó 45A, 43A mà có anh chị em thấy nó còn 50, nó còn chừng 45 thì chắc chắn phải ra khói rồi đó. Chắc chắn phải ra khói khỏi càng nhịn bô lửa. Còn có anh chị em nhìn thấy nó đang 51 mà nó xuống còn 50 thì chắc cú nó phải nhẹ máy thôi. Thì có anh chị em nên cân nhắc điều đó. Cái thứ hai nữa, mình mua cái động cơ cho nó phù hợp, mình rất là chia sẻ rất là nhiều lần. Có nhiều anh em mua về của mình 4T84 chục bô đấu của phát tua 1500 chạy không được. Người hỏi mình tại sao mà máy 61 ngựa mà chạy không được. Thì rất là nhiều lần mình chia sẻ vấn đề này mà đôi khi cô bán chị em không có tin tưởng, cô bán chị em không có xác nhận được. Thì có thể mình tham khảo thêm nhiều cái trang khác trên kênh YouTube hoặc là trên cái trang mạng người ta là chia sẻ về máy phát điện này ha. Rồi thì đây thì em sẽ vô chi tiết, em sẽ đề máy, test máy, em cũng sạc cục sạc T40 tần số cho quán chị em theo dõi nha. Đây em xài cái bơm cơ, đây không có xài cái bơm điện, nó có bơm cơ sẵn rồi. Bình dầu thì mình để gời. Em đang chạy tần số 51 ha, 51 hẹt. Đấy. Đây đồng hồ ampe có điện 380. Đấy. Đang vô ampe đó, điện 389. Tần số đang còn 50 hẹt nè, quá chị em thấy không? Đang vô 10 ampe đó. Máy chạy khỏe ha. Cao nhất là đôi khi lên 15 quá em, này lên 14.7 à. Tần số 50 hẹt ha.
giờ mình test cái T30, cục sạc T30 cho các bác chị em xem nha. T30 thì nó ampe nó sẽ thấp hơn, T10 thì nó sẽ hiển thị hai cái ampe ở trên đây. Đấy. Em làm cái bộ nào cũng vậy hết. Em cũng quay cho quán chị em xem mấy chi tiết, từ chi tiết nhỏ ha, cho quán chị em an tâm. Rồi kiểm tra tất cả những cái dầu nhớt, đồng hồ các kiểu rồi mà em mới giao đến quán chị em nha. Rồi video này chủ yếu là chia sẻ về máy phát điện, chủ yếu là bán hàng, chứ ngoài ra thì không mục đích gì khác. Quán chị em thông cảm nha, không có nói đến ai, không ám chỉ bất cứ một người nào. Thì nếu mà bậc cao nhân thầy thợ thì bỏ qua giùm, còn anh em cô bác mà cây nhà lá vườn thì xem cách của em mà làm ha. Rồi, cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo nha. Cái này để đỡ mà đâu phải để chạy luôn đâu. Canh trắng giữa à.